Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Ốc Sơn và Đại Bàng. Cha ơi, loài chim được bay lượn thích quá ha. Nhìn chúng thiệt tự do và đẹp đẽ trên bầu trời. Con biết không, máy bay của loài người được phát minh nhờ mô phỏng theo cấu trúc và hình dáng những chú chim đó con. Thế con người phải trả công cho chúng chứ cha. Loài người đúng là đã học theo loài chim, nhưng chúng ta tạo ra đôi cánh cho mình là nhờ có ước mơ và khát vọng. Việc trả ơn tốt nhất con biết là gì không? Đó chính là giữ gìn môi trường sống, không săn bắt trái phép, phải bảo vệ thiên nhiên con à. Mỗi loài được sinh ra có chức năng khác nhau. Con có muốn nghe chuyện về Đại Bàng và Ốc Sơn không? Đại Bàng thì uy dũng và đẹp đẽ cha ha. Nhưng còn Ốc Sơn cả đời bò dưới mặt đất thì... Đại Bàng là vua bầu trời. Nó có những phẩm chất tuyệt vời, khác biệt và một ý chí sắt đá kiên định. Cha sẽ cùng con tìm hiểu sao. Trong một khu rừng nguyên sinh ở miền trung của châu Mỹ Latin, có một con đại bàng sinh sống và làm tổ trên một vách đá cao. Hằng ngày, đại bàng tung sải cánh của mình bay lượn trên bầu trời để tìm kiếm con mồi. Đó là những con thú nhỏ sống dưới đất, thảm cỏ hay uống nước trên những vệ sông. Một lần, đại bàng nhìn thấy một con thỏ đang nhởn nhơ ngoài bìa rừng. Nhanh như cắt, nó xé gió lao xuống. Gần đó, có một chú ốc sơn với chiếc mũi và thính giác nhạy bén của mình. Nó nhận thấy mối nguy hại đối với chú thỏ dễ thương. Nè bạn thỏ, chạy mau đi, tôi đang nghe thấy tiếng gió rất mạnh, nguy hiểm đang lao tới chỗ chúng ta đó. Thỏ nhanh chân chui ngay vào chiếc hang sóc gần đó, tránh cặp móng vuốt chỉ trong tích tắc. Bên ngoài, đại bàng giận dữ nhìn quanh, hiếm khi nó bị trượt khỏi con mồi. Bất chợt nó nhìn thấy ốc sơn đang chậm chạp bò đi. Nó cười trong giận dữ. Chính là kẻ mét lẻo này đây. Giờ ngươi đang cố chạy thoát sao? Ngươi chạy cả đời được bao xa? Ta biết ta không chạy kịp. Ta là kẻ bò chậm nhất trên thế giới. Nhưng ta vẫn muốn cứu bạn mình. Thiệt may cho mi không phải là thức ăn của ta. Thứ chậm chạp đáng thương. Ta có thể nhìn ngắm cả bầu trời và quang cảnh hùng vĩ trên thế gian này, nên ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nói xong, đại bàng vỗ sải cánh rộng lao đi. Ốc sơn bỗng thấy vui lạ thường, không phải vì được tha mạng mà một ý nghĩ chợt đến. Đúng là nó chưa nhìn thấy bầu trời rộng lớn và quang cảnh thiên nhiên. Nó quay đầu hướng tới ngọn núi cao. Từ đó, nó âm thầm bền bỉ leo từng chút một lên ngọn núi. Ngày này qua tháng khác, cuối cùng nó đã lên đến đỉnh núi cao, nơi chỉ những loài chim to lớn mới bay lên được. Đứng bên trên, nó dương đôi mắt ngắm nhìn bầu trời và phong cảnh bên dưới. Thiệt hùng vĩ và tươi đẹp làm sao? Dù có là một con ốc sơn, nếu bò lên được đỉnh núi thì phong cảnh nó nhìn thấy cũng giống như thứ mà một con đại bàng nhìn thấy, đúng không cha? Giỏi lắm con yêu. Điều quan trọng không phải chúng ta là ai, mà là mục đích và sứ mệnh chúng ta là gì, và chúng ta nỗ lực ra sao để đạt được nó.